Rồi hello em chào bà con, chào đại gia đình ngày mới tràn đầy năng lượng nha. Ố là la đó, hôm qua nhậu quắc cần câu gì ơi, xỉn quá, xỉn lé luôn, không ra clip được nha, thông cảm nha quý vị. Đó em về em bật cái livestream lên mà em líu lưỡi luôn đó, em không ra clip nổi mà ơi già bét tại là nhà. Rồi mở màn thông tin sáng ngày hôm nay đó, từ Cali nha quý vị. Từ Cali là anh đờm tám ngón của chúng ta là lên xì tay tút đó, anh viết là lệ thư đó, lệ thư đẫm nước mắt luôn quý vị ha, tràn nước mắt. Ây da, đọc xong là em thấy lệ em nó tuôn dạt dào luôn quý vị đó, thương ảnh quá trời luôn ha. Đó thì ảnh nói rằng là ảnh nhìn xuống đấy, ảnh thấy mất đi cái sự nguyên vẹn hình hài mà ba mẹ đã ban cho à, cho nên ảnh tiện là để ảnh tìm một chút nào đó để an ủi thôi. 50 triệu đô la để anh tìm một sự an ủi vì hiện thấy mất đi cái sự nguyên vẹn hình hài mà ba mẹ đã ban cho anh ấy đó. Ảnh nói là mấy hôm nay mẹ ảnh với con trai ảnh hỏi ảnh là tại sao mà ảnh cứ mang vớ hoài vậy nha. Đó thì ảnh rất là đau lòng, không biết trả lời ra sao, ảnh xúc động các kiểu nha, mất mấy ngón chân thôi mà à. Thì ảnh nói là đây là một cái sự gọi là quá đau đớn quý vị đó, mọi người là đang cười trên cái nỗi đau của ảnh nha. Đó, và ảnh khởi kiện, ảnh khởi kiện là để anh tìm lại một cái sự an ủi phần nào đấy, và ảnh nói rằng là ở trên cái đất nước tự do đã, kiện hay không là quyền của ảnh, nếu ảnh thua thì ảnh phải chịu trách nhiệm đúng chưa. Đó, ảnh thua thì ảnh chấp nhận, mất mới gì phải vào là chửi bới rồi dùng những lời lẽ không hay đó. Ảnh viết tâm thư là lệ thư tràn nước mắt đó. Thấy cũng đau đớn thiệt đó quý vị ha. Ảnh cũng chia sẻ thêm rằng đấy cộng đồng mạng đấy thật xấu hổ khi Việt Nam mình là top 5 ứng xử kém văn minh nhất trên thế giới ha. Rồi anh thồng thêm một câu này nữa, nó là Việt Nam mình là một trong những nước mà ứng xử kém văn minh nhất thế giới nha. Đó, trước khi anh đưa ra cái nhận định này thì anh coi lại là cách hành xử của ảnh có kém văn minh hay không nha. Đó, anh nói cộng đồng mạng được thì anh hãy nhìn vào cái việc làm của mình đó. Hiện tại là cái hành động kiện của anh đó, anh cho rằng đây là việc cá nhân của anh à, anh thua thì anh chịu, đương nhiên anh thua thì anh phải chịu, nhưng mà anh nói cái việc cá nhân của anh thì tôi cho rằng nó không phải. Bây giờ nó là một cái câu chuyện chung của tất cả những người Việt Nam rồi chứ không phải là chuyện cá nhân của anh nha. À, bây giờ là người Mỹ họ rất là sợ người Việt đó, thậm chí người Việt với nhau họ cũng rất là sợ, rất là ngại khi mời qua nhà chơi, thấy chưa. Đó, anh đừng có nói đây là việc cá nhân của anh đó, rồi anh nói những người công kích anh là nói không tốt gì anh là ứng xử kém văn minh đồ các kiểu ha. Muốn cộng đồng mạng ứng xử văn minh đấy à, thì mình hãy cư xử cho nó văn minh đi ha. Đó, anh nói là à, bây giờ là anh cảm thấy anh đau lòng quá thì anh bị mất mấy ngón chân à, hình hài anh không còn nguyên vẹn, anh chịu tổn thất quá lớn đúng không. Tuy nhiên cái câu chuyện này nó nằm ở một cái khía cạnh khác, không phải là cái chuyện anh đâm đơn anh kiện hay là anh mất mấy ngón chân à, nhưng quan trọng là cách hành xử của anh ha. Đó, một người bạn thân đó, một người gọi là kết nghĩa, chỉ thiếu điều là cắt máu ăn thề thôi đó. Mà ví dụ như anh đâm đơn anh kiện ấy, anh kiện anh đòi lại cái số tiền viện phí hay là tổn thất tinh thần của anh á, thì người ta không nói gì ha. Anh quất một phát 50 triệu, 20-30 triệu đô ha. Đó, anh chơi vậy mà anh nói là bình thường á. Ok, bình thường đó là đối với anh bình thường, nhưng người ta là họ nhìn vào là họ thấy bất bình thường ha. À, rồi anh nói cái gì nữa? Anh nói là nếu mà anh thua thì anh chịu, thì đương nhiên anh thua thì anh chịu. Trong trường hợp mà chủ nhà họ không lo lắng cho anh, đó, chủ nhà họ bỏ mặc anh, hoặc là chủ nhà họ họ không bồi thường cho anh đồ này kia cái nọ, đúng không? Họ không có quan tâm đến cái hậu quả họ gây ra. Đó thì anh khởi kiện. Đằng này người ta là người bạn rất là thân của anh, người ta cũng hỏi han, người ta đưa anh đi cấp cứu, người ta lo tất tần tật về viện phí cho anh, rồi người ta còn bay về tới Việt Nam để mà người ta tham dự live show của anh. Đó, cái tình cái nghĩa như thế ha. Mà anh kiện một cái số tiền vừa phải thì không ai nói gì, đúng không? Trước khi ấy thì anh thương lượng. Đó, anh thương lượng không được, anh đòi 15 20 triệu đô, họ thấy nó vượt xa cái số tiền mà anh cần phải 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 đòi. Rồi người ta không chịu thì anh quất ra tòa anh làm tới 50 triệu. Đó, một cái câu chuyện nó quá vô lý hùng, vô lý hải à, nó vô lý hải như thế mà anh nói đó là việc của anh. Rồi anh nói là bây giờ cộng đồng mạng tấn công anh là những người vô văn hóa, ứng xử không văn minh.
anh ứng xử có văn minh hay chưa, có hợp tình hợp lý hay chưa, mà anh lên công kích người ta. Rồi anh quơ đũa cả nắm, anh nói là rất là xấu hổ khi Việt Nam là một trong những nước mà gọi là ứng xử kém văn minh. Câu chuyện của anh bây giờ đang là một vấn đề nóng, và người nước ngoài họ nhìn người Việt Nam đó bằng một cái ánh mắt rất là quan ngại. Đó, và thậm chí là không dám kết giao tình thân các kiểu, không muốn hợp tác làm ăn, và thậm chí là không bao giờ họ mời đến nhà. Đó, cái câu chuyện của anh nó trở thành một cái vấn đề của vấn đề của đất nước rồi. Đó, cái này là vấn đề chung rồi. Đó, nó vượt xa cái tầm ảnh hưởng của anh ở Việt Nam, nó đã được thế giới quan tâm rồi. Cho nên anh đừng nói đây là chuyện của anh. Mọi người không có quyền phán xét, mọi người phải có quyền phán xét nha. Chứ không phải là không có quyền phán xét đâu, tại vì có ảnh hưởng đến người ta nha. Ảnh hưởng hết đó, sao không ảnh hưởng? Nếu mà chuyện riêng của anh thì anh có quyền nói đây là chuyện riêng của tôi. Nhưng mà cái này nó không phải là chuyện riêng nữa. Những người Việt ở tại Mỹ này họ cảm thấy bị ảnh hưởng đó, đặc biệt là những người bạn, những cái đối tác làm ăn người Mỹ của họ đó, họ nhìn người Việt mình rất là sợ luôn quý vị đó, họ quải chạy đậu luôn. Rồi người Việt với nhau nữa đó. Rồi cái chuyện mà tụ tập ăn nhậu hay là gọi người này gọi người kia đến nhà giao lưu, đó chính là cái nét đẹp, cái truyền thống văn hóa, gọi là cái tình thân mến thân của người Việt mình ấy đó, bây giờ nó bị ảnh hưởng rồi nha. Đó, người Việt mình là gọi là đoàn kết nè, đó, thích vui nè, thích gọi là tụ tập nè, đó, nhưng mà bây giờ vì cái hành động của anh mà không ai dám mời người ta tới nhà, đúng chưa? Đó, và người Mỹ họ cũng rất sợ luôn. Cho nên anh đừng nói đây là chuyện riêng của anh nha. Đó, anh viết tâm thư anh nói như trúng rồi, anh nói về những cái đau đớn mà anh phải chịu, đúng không? Và cái chuyện này họ không phải là chủ nhà họ cố tình họ gây ra. Đó, không phải là họ khuyến khích anh leo lên cái đó, tự động anh leo lên đó, bây giờ họ kiện ngược lại anh cái tội hủy hoại tài sản của người ta còn được đấy nhá. Đó, cái này lỗi hoàn toàn là của mình, mà anh nói giống như là người ta đang hại anh nói như là người ta đang chặt mắt mấy ngón chân của anh, đúng không? Đó, người ta mời anh tới, người ta trân trọng cái tình cảm của anh, người ta mời anh tới anh biểu diễn, anh cao hứng anh phóng lên, anh nhảy lên tự anh nè. Trước khi anh nhảy lên thì anh cũng lắc rồi, anh cũng dồn trước dồn sau rồi, đúng không? Anh cũng thừa biết mà, anh đủ tỉnh táo để mà anh nhận diện được đây là cái bồn nước chứ không phải là cái sân khấu để anh biểu diễn mà. Đó, anh phóng anh leo lên, clip nó rõ ràng như thế nha. Đó, bây giờ anh đổ lỗi cho người ta, rồi anh kiện người ta, anh đòi tới 50 triệu đô một cái số tiền như thế đấy, mà anh nói đấy là việc của anh. Anh nói đấy là anh tìm một chút an ủi, động viên cho những gì mất mát mà anh phải chịu đó. Đó, anh tìm an ủi cái gì mà anh tìm lần 50 triệu đô hả anh Đàm? Đó, 1.000+ tỷ của người ta hả? Tiền đâu phải lá mít đâu anh hả? Người ta làm ra người ta cũng phải là đổ mồ hôi sôi nước mắt, đúng không? Đó, mà cái việc của anh nó sai rành như thế đó, và bây giờ là anh đâm đơn, anh kiện này kiện nọ đó. Bây giờ người Việt ảnh hưởng bởi cái chuyện của anh rất là nhiều đấy, cho nên anh đừng nói là anh làm gì kệ anh. Đó, không có quyền phán xét nha, tại vì họ là người bị ảnh hưởng trực tiếp đấy. Người Việt họ sống tại Mỹ bây giờ họ không biết ăn nói như thế nào với những người bạn người Mỹ, họ không biết ăn nói như thế nào với những cái đối tác người Mỹ mà họ gặp gỡ rồi này kia nọ. Đó, thậm chí họ còn bị kỳ thị đấy, họ còn bị nhìn một ánh mắt rất là quan ngại đấy nha. Đó, còn anh thua thì anh chịu thì đúng rồi đó, anh thua thì anh phải chịu thôi. Đó, anh sống như thế nào mà để tất cả các anh chị ca sĩ đồng nghiệp của anh bên hải ngoại này bây giờ người ta quay lưng với anh nha. Đó, anh nói là tại sao đồng hương không ủng hộ, không binh anh đó, họ binh anh chẳng khác nào gọi là họ cổ xí cho cái chuyện mà sằng bậy, đúng không? Đó, anh lên anh trách móc, anh nói cộng đồng mạng tại sao không đứng về phía anh, không binh anh đó, mà lại đi binh cho một người Mỹ, đúng không? Đó, hai chữ đồng hương đồ này nọ anh nghe chua xót đồ các kiểu đấy. Mình sống mà để đồng hương quay lưng đó, mình sống mà mình để đồng nghiệp quay lưng, mình sống sao mà để mà mình kiện người Mỹ trên đất Mỹ mà người Việt tại Mỹ họ cũng ủng hộ người Mỹ luôn đó. Mình phải coi lại, mình lấy cái gương mình soi lại bản thân mình, cái việc làm của mình nó có đúng hay chưa, đúng chưa? Đó, cho nên mình đừng đổ lỗi cho cái mạng xã hội, mình đừng đổ lỗi cho người khác, mà mình hãy tự soi lại đó, tự soi lại bản thân mình đó. Và đặc biệt là anh quơ đũa cả nắm luôn, anh nói là thật là xấu hổ khi mà cộng đồng mạng Việt Nam là được xếp vào cái hạng là vô văn hóa nhất thế giới. Anh nói nè, tôi thấy kém văn minh đồ các kiểu đấy. Tôi thấy là anh bao biện cho cái việc làm của mình mà anh làm cái kiểu như là anh đổ thêm dầu vô lửa đó nha. Cái việc của mình sai rành như thế. Đồng ý rằng ở Mỹ này là cái xứ tự do, ai cũng có thể kiện,
Nhưng mà không phải là kiện là thắng đâu nha, không phải là kiện là thắng đâu. Và đặc biệt là cái gì đó cũng phải hợp tình hợp lý, đúng không? Đó, ngoài cái lý ra nó còn cái tình nữa. Đó, một người kết nghĩa, một người gọi là như là cắt máu ăn thề đó, chị em ruột trong nhà đấy. Đó, mà anh quất một cái mấy chục triệu đô mà trong khi lỗi không phải của người ta. Đó, người ta luôn lo lắng chu toàn cho anh tất cả mọi thứ, đưa anh đi bệnh viện cấp cứu, thăm hỏi đồ các kiểu. Đó, rồi còn bay về tận Việt Nam để tham dự live show của anh, đúng không? Đó, vậy mà anh vẫn lên, anh ngang nhiên là anh đòi mấy chục triệu đô hết sức vô lý. Anh khởi kiện luôn, anh bỏ qua hai cái chữ tình thân luôn. Đó, như thế thì bây giờ anh trách móc ai được? Cộng đồng mạng họ đã lên tiếng ủng hộ rồi nha. Một vài người ủng hộ thì không sao, hàng triệu người ủng hộ thì chúng ta biết công lý nó nằm ở cái chỗ nào. Đó, tại sao người Việt mà lại đi ủng hộ người Mỹ? Chắc chắn phải có cái lý do, đúng không? Phải có cái lý do của nó chứ. À, còn anh đừng nói là anh làm chuyện của anh thua anh chịu, đừng ai lên tiếng phán xét, tại vì họ bị ảnh hưởng trực tiếp đấy. Đó, những người Việt ở Mỹ họ bị ảnh hưởng trực tiếp cho nên họ lên tiếng đấy. Họ lên tiếng là họ đòi lại cái quyền lợi cho họ đấy. Đó, họ lên tiếng là để cho những cái người sau này đó, những cái người mà có cái suy nghĩ giống anh ấy, không làm những cái chuyện mà gọi là trái ngược với lương tâm, mà cuối cùng là phải ảnh hưởng đến cái hình ảnh người Việt Nam trong mắt của bạn bè quốc tế đấy. Đó, họ phải nói chứ, họ phải lên tiếng chứ, đúng không? À, cái clip quá rõ ràng, nhìn vô thì ai cũng thấy được nè. Đó, đứng ở dưới hát bình thường đi, phóng lên làm cái gì ha? Trước khi phóng lên là mấy ba mấy mẹ cũng dòm tới dòm lui rồi. Đó, coi thử cái này là cái gì rồi, lắc tới lắc lui rồi, đâu phải là vô tình đâu. Cũng không phải là cái đài này tự động nó ngã vô, đúng không? Cũng không phải là gì đâu. Mình phóng lên mà đưa cái đít mình lên mình ngồi như thế, cái lỗi nó rõ rành vậy đó, mà đi kiện lại chủ nhà người ta, kiện cái gì không biết nữa. Phải như đang hát mà cái đài đó nó ập xuống, nó ngã xuống thì mình không nói đi nha. Đó, biết là cái xứ Mỹ này đó ai cũng có quyền kiện, nhưng mà kiện có thắng hay không đó, rồi cái vụ kiện nó kéo dài như thế này như thế kia đó, rồi cái hiệu ứng của cái vụ kiện này, đúng không? Đó, cái hệ lụy từ cái vụ kiện này nó như thế nào nữa đó, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Tôi nói quý vị, hình ảnh của người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Đó, cho nên anh đừng nói đây là việc của anh miễn bàn, không ai được quyền phán xét, người ta được quyền phán xét đấy ha. À, rồi anh nói là tâm thư rồi lệ thư rồi này kia kia nọ, anh nói là này nọ, anh phải chịu mất mát đau thương. Ok, tai nạn mà cuộc sống ai mong muốn, có những người người ta có mong muốn đâu, họ còn bị tai nạn họ còn mất tới cái gì nữa chứ đừng nói hai ba ngón chân, đúng không? Nhưng tai nạn là điều không ai muốn đó. Cái mà người ta quan tâm ở đây là cái cách mình xử lý tình huống như thế nào, đúng không? À, mình xử lý và chất quốc là mình xử lý mà một cách được gọi là cạn tàu ráo máng, mình xử lý một cách mà giống như là triệt đường sống của người ta, cái kiểu như mình dồn người ta vô đường cùng để mà mình cố mà mình lấy cái số tiền quá phi lý, đúng không? Cho nên cộng đồng mạng được quyền lên tiếng nha. Đó, còn cái chuyện gia đình riêng của anh ấy, cái chuyện gia đình riêng của anh á thì anh đóng cửa lại, anh bảo nhau đó, chuyện gia đình tôi để tự tôi giải quyết, không ai được quyền xen vào thì ok. Nhưng cái chuyện này nó không phải là cái chuyện riêng của anh nữa rồi. Nó ảnh hưởng đến cả một dân tộc đấy. Nó ảnh hưởng lên rất là nhiều người đấy. Đó, cho nên anh đừng có nói là lệ thư hay tâm thư gì hết nha. Đó, thôi chúc anh thắng kiện đi. À, chứ bây giờ thua kiện là má nhìn không ra đấy nha. Đó, thua kiện một cái là coi như là cũng tán gia bại sản đấy nha. Đó, mà thắng kiện thì thôi chắc cơn số tiền đó là ăn đủ tới cuối đời rồi, khỏi đi hát nữa nha. Cũng không ai dám mời nữa đâu nha. Đó, anh tự bắn vào chân mình nha. Đó, cái này là tự anh phong sát anh chứ không ai phong sát anh cả nha. Không có cơ quan nhà nước nào phong sát nổi anh hết á. Phong sát anh chỗ này thì anh nhảy chỗ khác anh hát thôi, chỗ nào anh cũng hát được mà. Đó, nhưng mà khi mà cộng đồng mạng phong sát thì chỉ có nước toan nha. Đó, không có lách được cái luật nào đâu. Đó, tới lúc đó mà họ cho đi hát cũng không ai mời đâu nha. Tới nhà người ta còn không đón nữa chứ đừng có nói mà mời tới hát nha. Đó, tới nhà chơi cũng miễn bàn nha. Rồi ok, chúc may mắn lần sau. Cuối video clip thì Sơn Sàm cũng xin gửi đến những cái sản phẩm sức khỏe làm đẹp của Sơn Sàm nha. Hiện tại ở trong cái Zalo này em có bán rất là nhiều hàng Nhật Bản, những hàng về sức khỏe làm đẹp nha. Đó, em xin giới thiệu qua cái sản phẩm sụn cá mập đây. Cái này là hàng thiên nhiên cao cấp của Nhật Bản nha. Đó, ai mà bị những vấn đề về xương khớp nè, như là thoái hóa đốt sống cổ nè, thoát vị đĩa đệm nè, đau nhức xương khớp nè, thần kinh tọa nè, rồi mấy cái khớp xương nó bị thiếu chất nhờn, nó kêu rột rột đó quý vị ha. Đó, thì cái này nó giúp bồi bổ canxi, giảm đau nhức xương khớp nha. Hàng cao cấp, hàng thiên nhiên của Nhật luôn. Một hộp này là 300 viên nha quý vị. Hộp này 300 viên, hộp này uống được gần 3 tháng nha.
Các anh chị nào mà mua hàng ở Việt Nam là 3,750 triệu miễn ship nha, 3,750 triệu một hộp bao ship ở Việt Nam. Em có gửi hàng đi nước ngoài nha, gửi hàng đi nước ngoài thì em tính thêm phí ship nha quý vị. Mấy anh chị liên hệ liền Zalo hoặc là Viber cái số điện thoại trên màn hình nha. Rồi hẹn gặp lại quý vị trong video clip sau nào. Ố là la.